Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với clip tiếp theo của mình. Hôm nay mình lại làm một cái món dị người, khác người các bạn ạ. Ba thằng này chào các bạn đi. Tôi đưa trà cho anh em. Cái gì? Cái gì? Đọc từ từ rồi. Tôi đưa trà cho lâu dây dèo. Tay không chào à? Lại đi. Tôi đưa trà cho lâu dây dèo. Rồi, tiếp. Tôi với mày chào cho anh em. Tôi Văn Tiến cho 500 nghìn. Anh em ạ, hôm nay chúng mình bắt đầu lắng to quá rồi, lắng lóng hết người. Hôm nay mình lại làm một cái món lạ. Anh em đã làm sầu riêng rán rồi sầu riêng gọi là lướng à? Lướng rất là chứ. Nhiều, nhưng mà hôm nay như mình gọi là làm cái món gì đây? Sầu riêng hấp bia. Đó, đây là bia. Ui, tôi lại bỏ hàn dao ra để dao nào đây. Đây, đây là ba lon bia các bạn nhá. Bây giờ anh mình sẽ gọi là bỏ cái quả sầu riêng này ra. Thằng đun trà trước là được ăn sầu riêng rồi đúng không? Tiến nước ăn rồi đúng không? Vậy còn mạnh chưa được ăn rồi, nhưng mà hôm nay tí nữa mình sẽ cho bọn nó ăn thử trước và để cảm nhận cái mùi vị sầu riêng này là một này. Và tiếp tục đến gọi là khi mà hấp xong, hấp bia xong ấy, thì để cho bọn nó cảm nhận tiếp để xem là hai cái vị này nó khác nhau như thế nào. Ok. Và bây giờ anh mình sẽ tiến hành bỏ sầu riêng nha. Các bạn mà thấy clip này của mình hay thì các bạn đừng quên nhấn vào like và chia sẻ thật nhiều để ủng hộ bọn mình, để bọn mình tiếp tục có động lực ra những clip hay hơn, ok, mới lạ hơn. Ok. Ok. Bây giờ anh em mình sẽ tiến hành bỏ sầu riêng các bạn ạ. Là bỏ ra đi. Ba thằng trẻ nghe bỏ đi. Bỏ thế nào? Ơi. Thằng này chưa ăn chưa biết bỏ đúng không? Ôi thằng này bỏ này đúng chưa các bạn ơi? Đúng rồi. Đúng chưa? Chắc chưa? Chắc rồi. Loại ngôn. Bỏ từ cái đít này của nó là ai? Là bỏ từ đít á. Ờ. Một thằng giữa này. Thì nay mà kêu là biết bỏ rồi đó. Đây là. Bỏ xong tách tách thấy cái múi chỗ nào thì mình tách đây như đây này. Đây này nó có khe khe của nó này đấy. Bỏ theo cái dọc ấy. Không nhầm nó là như vậy đấy. Đây. Ừ, đúng rồi, thấy cái đường ấy chưa? Rồi. Bố gạt gọt luôn cái đầu đi. Để xuống. Giữ. Ba thằng đang gọi là vần với quả sầu riêng này các bạn ạ. Vần với trái sầu riêng này. Úi giời. Bọn này không biết bó à? Lấy con toi. Úi giời ơi. Mạnh vào. Rồi tách nó ra, tách nó ra. Cho đây, cho khe này. Rồi. Đúng rồi. Đấy, tách nó ra. Vẫn đi. Nào, ba thằng cùng. Sao đây? Cháu thì. Hả? Đây là kiểu như là chỗ mình không có sầu riêng các bạn ạ. Miền Bắc thì làm gì có sầu riêng. Gọi là tôi bỏ trên này đi. Miền Bắc không có sầu riêng các bạn ạ. Nên là không biết bỏ, không như mít. Mít thì có thể bọn mình biết bỏ. Nhưng mà cái trái này bọn mình chưa ăn bao giờ. Nên là ăn qua rồi nhưng không dám ăn nhiều các bạn ạ. Chỉ là ăn qua rồi. Để bây giờ xúc tách ra xem. Dạ. Được chưa? Tách ra. Lấy con dao to tách ra. Cẩn thận vào múi đó, xem múi đó đoạn nào. Vần ba bốn anh em mà cứ vần mãi không bỏ được quả sầu riêng các bạn ạ. Đấy. Tay ra, tao tách. Đây vào múi nó rồi. Tách đi, tách lượt đi. Chờ bẻ mình đây, tao bẻ. Dạ, đi cướp. Vật lộn các bạn đang vật lộn với quả sầu riêng này. Sau 2 tiếng vật vã các bạn ạ, anh mình gọi là mình có thể bỏ được cái quả sầu riêng này. Không biết bỏ này là lát hết cả ra, chỉ còn một quả sầu riêng 2,5 cân mà chỉ còn nhiêu đó thôi. Bọn mày thấy anh bỏ sầu riêng có thấy gọi là cái gì ta? Gọi là bà rò không? Quá bà rò. Đó, gọi là bố anh mình gọi là bỏ sầu riêng quá bà rò đó. Mình vào mình cũng cuối cùng vẫn chỉ được còn cái này đó. Nhưng không sao, anh mình vẫn làm. Đó, ba lon bia đây rồi. Bây giờ anh mình sẽ tiến hành cho vào này hấp để ăn thử xem nó khác không. À thằng Mạnh, nó chưa được thử, đây sẽ thử một miếng này để xem nó có khác gì cái vị sau khi mà được hấp lên xem. Rồi, thử mà. Ờ. Vị như nào? Hả? Khó khăm cảm nhận một tí đi xong để cho vào hấp xong để cảm nhận lại xem nó có khác gì không. Bây giờ anh mình sẽ cho vào cái lòi này để hấp các bạn ạ. Làm Mạnh cho vào đi. Cho vào để hấp đi. Cho vào. Đó, các bạn thấy rồi. Sầu riêng hấp bia nha. Lần dĩ nhân. Lạ không? Lạ không? Bắc lạ. Hả? Dĩ nữa. Rồi. Sầu riêng hấp bia cho hết vào. Các bạn ơi, sầu riêng đây rồi. Một quả sầu riêng 2,5 cân, anh mình không biết bỏ đi nó lát bê ra. Bây giờ chỉ còn có nhiêu đó thôi. Rất là buồn đó. Đây là cái tội gọi là không biết bỏ là. Đổ bia vào đây. Cho bia vào đi. Đây là kiểu là chưa ăn bao giờ ấy, nên là không biết bỏ sầu riêng các bạn ạ, nên bỏ lát hết cả da. Buồn quá, Mạnh thấy buồn không? Buồn. Buồn, quá buồn, nào đổ vào đi. Đó, anh em đang đổ bia vào để chuẩn bị hấp nha các bạn nha. Để xem ăn ngon hay không này. Xem món này lạ không, ngon. Tiếp, lon cho một lon nữa đi. Hai lon nữa, anh em sẽ đổ hai lon thôi. Rồi mình sẽ bật bếp lên để hấp. Lát để chín để thưởng thức thử xem cái món sầu riêng hấp bia này xem như nào, ok.
Ok. Đó, cậu này mình đã đổ xong là hai chai bia rồi nha. Nào, đậy 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 cái vung nó. Rồi. Đây là chưa thấy cái vung này cơ à? Thôi được, thôi để cái vung đó cũng được. Ok. Anh em mình sẽ bắt đầu tiến hành hấp nó nha các bạn nha. Anh em mình đã luộc à quên gọi là hấp một lúc rồi các bạn ạ. Bây giờ sẽ bắt đầu múc nó ra nào, mở ra xem nào. Úi giời, mọi người thấy mùi gì chưa? Hả? Thơm mùi gì? Tắt bếp đi. Rồi, làm mà cho múc ra múc ra. Úi giời. Toàn mùi bia rồi các bạn ạ. Không biết là ăn sẽ như nào đấy các bạn ơi. Khi mà hấp xong nó bở bở như này này. Đó. Nó sẽ bở bở như này đây anh em ăn thử. Chả bá. Sao người quen quen này là quen cái mùi gọi là tôm hấp bia rồi sao? Múc đi con một đỏ. Ui giời ơi. Ui nóng quá. Thằng này bác keo rồi các bạn ạ. Nó làm tụt mất hai cái xuống kia. Bỏ ra múc đi. Đó. Múc vào. Không ra được. Bỏ luôn cái này ra, bỏ luôn cái khay ra. Thì nay cho thằng này đi đầu bếp này, chắc là nó đuổi sớm thôi. Nó muốn nuốt ra, nó rơi vào cái chỗ bia kia rồi các bạn ạ. Thôi cho nó thưởng thức luôn, ok. Rồi, thế thôi, ok. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức cái món gọi là sầu riêng hấp bia này xem như nào các bạn nhá. Bỏ luôn cái ra. Ok, nó đi thôi. Đi. Anh em mình đã lên đến đây rồi các bạn ạ. Nào bây giờ anh mình đang chuẩn bị thưởng thức đây rồi. Ba cái người mùi gì đây? Toàn mùi bia. Hả? Toàn mùi bia. Đó, vậy là hấp còn không còn mùi sầu riêng nữa các bạn ạ. Toàn mùi bia luôn. Mình đây cũng vậy, toàn mùi bia luôn. Mình đang thấy thèm rồi. Nhưng mà ba thằng này gọi là sẽ thưởng thức để cho cái gọi là biết cái hương vị mà sầu riêng hấp bia nó như nào nào. Thử đi. Mạnh thử trước đi. Mời các bạn ạ. Đây thằng Tiến nó làm rớt hai cái muối này gọi là xuống dưới cái chỗ bé hấp bia các bạn ạ, rơi xuống bia luôn nên là nó bị lát ạ. Mà các bạn nhá. Nào, thử đây nào. Nhạt thế nhỉ? Còn mùi bia rồi. Không có mùi sầu riêng nữa à? Mất hết vị rồi. Chắc bị đá. Thử ăn nhiều bao nhiêu nào. Mới cảm nhận được tí thôi mà. Đút hết vào mồm xem nào. Ngon. Ừ đúng rồi, đút hết vào. Thèm nhỉ? Thèm lắm rồi. Hả? Thèm lắm rồi. Nào bây giờ cho cái cảm giác mùi vị như nào? Vị nhạt nhạt. Vậy là mùi bia nó ép hết mùi sầu riêng rồi. Giờ kiểu như mùi nó không như đúng như ban đầu nữa. Giờ kiểu như mùi bay hết đi rồi. Toàn là mùi chẳng có vị gì. Không có vị gì á? Bây giờ sẽ đến đun trà thử cảm giác xem là có vị gì không mà sao thằng Mạnh nó bảo không có vị gì. Thế mới lạ chứ các bạn ạ. Không hiểu vì sao luôn. Nào đây rồi, đun trà sẽ thử nhá. Thử đi. Mình to vào. Chúng mày ăn kiểu như chúng mày mút thế nhỉ? Cái này nó gì này? Sơ nó này. Ăn nó vị nhạt nhạt đấy, giống cái gì Mạnh tả thế. Sao? Sơ gì đấy? Ăn cái chỗ này là cái chỗ ấy gọi là gì? Đấy, ăn cái bên trên này này đấy. Có nhạt không? Chỗ ấy còn nhạt không? Không. Đấy, nó khác hẳn. Ngọt phết đấy. Ngọt ngọt. Ngọt đúng không? Và bây giờ Tiến sẽ thử để xem có quả này kiểu như là quả này nó bị kiểu như còn hơi xanh các bạn ạ. Nào Tiến thử mà. Đó, ăn một chỗ mềm mềm như chỗ sơ là không phải. Ngon thấy như nào? Sao bây giờ anh lại ngửi thấy mùi sầu riêng này? Ngon, chắc chắn là nó ấy trong này. Trong. Giờ lại ngửi thấy mùi sầu riêng luôn, sao cái hạt nó to thế nhỉ? Ngon vãi luôn. Hả? Mang vào trồng. Mang vào trồng. Hình như miền Bắc mình không trồng được sầu riêng hay sao ấy? Chín rồi trồng nó ra được nữa. Ờ đúng rồi, mà còn chín rồi, đã được hấp qua rồi. Ngon vãi. Ăn như bánh ấy. Bánh. Đó. Ăn như bánh luôn. Bánh sầu riêng á? Ừ. Giống cái gì luôn. Quá nhìn cái này giống mày gặp. Đó, coi đây, đây là sầu riêng hấp bia này. Mạnh cứ bỏ ăn cái cục ấy đi, ăn cục khác xem nào. Cục này anh sợ nó bị sơ rồi, ăn cục này xem nào. Ủa to chà bá luôn. Đó. Chỗ mình không có sầu riêng này để ăn các bạn ạ. Toàn phải mua vào cái quả gọi là xanh hay là bị sơ là coi như là vứt đi luôn. Còn ở đây mít chỗ mình rất là nhiều luôn, nhưng mà mình ít khi quay mít các bạn ạ. Đó. Có sầu riêng lạ thôi. Đoạn dính. Sao đây? Bãi rơi bia. Cái này dính nhau không? Toàn bia à? Toàn bia nhằm béo ấy. Hả? Hai cái này bị dính mà. Đấy. Hai cái này bị dính à? Đây, cái này đó sao? Cái này là không phải gì còn. Một miếng rơi rồi. Đấy, thử xem nào. Đây kiểu như cái chỗ này nó bị sơ ấy thì nó cứng hiểu không? Thì nó không ngọt. Nó sát hột nữa. Đó, bọn này cảm nhận thì bảo là ngọt các bạn ạ. Nóng ấm giá như bánh luôn. Hả? Bánh luôn.
Bởi vì rất nhiều bạn gọi là làm cái món sầu riêng chiên rồi sầu riêng nướng, nhưng mà anh mình làm lạ, mặc dù nó kể cả nó khó ăn hay không thì anh mình vẫn muốn thử các bạn ạ. Thử để xem là cái món này ăn sẽ như thế nào. Ok. Còn với một cái vấn đề ví dụ mà bây giờ mình cũng làm kiểu sầu riêng nướng thì hôm nay mà mình làm sầu riêng nướng thì đúng là quả này không làm được luôn. Đây quả này như là theo mình nhận biết hiện tại như quả này như vẫn xanh ấy. Nhưng mà khi mà bỏ ra nó lên nó bị lát hết cả. Lát hết rồi. Sở nhị cái nó lát. Lát bởi vì cho bia hấp rồi nên là nó bị như thế. Đúng không? Ôi, coi như là bỏ hết rồi sao? Ôi, thất bại toàn tập rồi. Có cái rơi bia mà. Rơi bia thử ăn cái rơi bia mà. Hay lắm. Cái rơi bia thử ăn cái rơi bia. Cái phèo luôn. Nóng bỏng. Nhạt rồi. Ngọt lử, mạnh cắn chỗ này xem. Ngọt á? Đúng không? Ngọt. Sao lại thế nhỉ? Chỗ này ngọt ngọt đớ của ôi. Ôi. Thử bộ thử miếng. Ừ rồi, thôi. Giờ là để mình thử miếng nhá. Ngọt không? Ngọt thật các bạn ạ. Không sao bọn nó bảo nhạt là như nào nhỉ? Miếng này rơi bia ngọt thật. Ngọt thật. Đấy, như nếu mà các bạn mua được quả gọi là cái quả sầu riêng gọi là chín về mà hấp bia thực sự rất là ngọt luôn. Ok. Ăn nó bay hết vị ở kia của sầu riêng đi rồi. Nhưng mà cái chỗ này có chỗ ăn rất là ngon đúng không? Có chỗ ngon. Đó, vậy là anh mình gọi là đã thưởng thức cái món gọi là sầu riêng hấp bia này rồi. Thấy lạ, mọi người thấy lạ không? Lạ. Mạnh ấy nói cái cảm giác mà vừa nãy ăn sầu riêng chưa hấp với sầu riêng hấp nó như thế nào? Sầu riêng chưa hấp thì nó vị bùi bùi hơn, thơm hơn. Thơm thơm á? Sao anh ngửi thấy mùi thối lắm rồi? Nhưng ngửi mùi ở bên ngoài chưa bỏ thơm, ăn nó trong ăn rồi ngấm vào ăn nó trong rồi mới cảm nhận được cái vị thối. Đôn trà em tiến được ăn rồi, thì cảm giác hôm nay mà ăn cái món sầu riêng hấp bia này thế nào? Khá ngon. Ngon hơn cái lại còn lạ đúng không? Nói chung đây là một cái clip để anh em mình gọi là tìm tòi, anh em mình thưởng thức những cái món gọi là cực kỳ lạ. Ok. Đó, anh em mình sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa. Đó, món này khi mà hấp bia lên rất là ngọt các bạn ạ. Chẳng qua đây là quả này của mình bị hỏng nên mà khi mà hấp mình cứ nghĩ là nó sẽ mềm mới ra để ăn ngọt, có chỗ nào chín sẽ ngọt, còn những cái chỗ sơ sơ cứng cứng thì kiểu như là nó bị hỏng ấy. Thì nó sẽ không ngọt. Ok, mình sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa. Mình sẽ dừng clip ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip để xem ba anh em mình gọi là làm cái món vứa ba vứa bắn này. Rất cảm ơn. Mình sẽ dừng clip nhá. Buồn cười quá các bạn ạ. Ông là ông nghĩ ra cái trò. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Ok. Bye.